Còn nói thật sự từ ngày đẻ con ra tới giờ hai đứa chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là con mình sẽ trở thành ai đó tỷ phú hay siêu sao. Tất nhiên có thì tốt, nhưng mà mình nghĩ rằng là để có những cái thứ đó mình hiểu cái áp lực của nó sẽ xảy ra. Bệnh lý của mẹ thì thật ra là tất cả mọi người không ai biết được nó sẽ là khi nào. Cho nên là anh nghĩ là em có gấp cũng không thể gấp được, em có nôn nóng cái sự thành công của em phải nhanh hơn nữa cũng không được, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều cần cái chữ đủ. Và anh nghĩ là em cũng đã nhận thức được điều đó, có nghĩa là tới khi nào em đủ thì lúc đó em mới tỏa sáng được. Vậy thì thay vì mình gấp gáp hay mình áp lực với cái một cái thời điểm mà mình không biết nó là khi nào á, thì anh nghĩ em chỉ đơn giản là làm tốt nhất tất cả những gì theo đúng cái lộ trình mà em đang có thôi. Nghĩa là tập trung vào cái công việc đồ họa, tập trung vào cái việc bồi dưỡng bản thân. Cái ngày hôm nay anh ngồi đây, anh hiểu một cái điều rằng là tại sao hồi 6 năm trước khán giả người ta không thích Dược Sĩ Tiến, và những cái điều anh nói người ta không có nghe. Bởi vì chính anh xem lại clip của mình hồi 6 năm trước, anh biết hồi đó mình thiếu rất nhiều thứ so với bây giờ. Bây giờ ít ra anh cũng được chấp nhận hơn. Vậy thì anh nghĩ rằng là em chỉ việc chăm lo bồi dưỡng bản thân mình trong giai đoạn này. Và chỉ cần mẹ nhìn thấy em hiện tại đang cố gắng hết mình vì cái nghề học đồ họa, đang cố gắng hết mình về cái đam mê âm nhạc của em, và mẹ thấy em đang vui từng ngày cho từ đây cho tới lúc em thành công, thì nó cũng đã là một cái niềm hạnh phúc của mẹ rồi. Chứ mẹ, anh nghĩ là mẹ sẽ không đòi hỏi em phải thành công ngay bây giờ. Với lại là Thúy nghĩ rằng là cái điều mẹ mong muốn nhất chưa chắc là nhìn con thành công. Dạ. Mà cái điều một người mẹ mong muốn nhất là thấy con hạnh phúc, thấy con bình an, thấy con khỏe mạnh. Và bà mẹ tin rằng là con mình nó sẽ có một cuộc sống tử tế. Tại vì nếu mà bạn thành công bằng mọi giá để mà đánh đổi hay là vất vả quá, thì Thúy nghĩ là thật sự là mẹ cũng không muốn điều đó đâu. Mẹ muốn bạn bình an, mẹ muốn bạn hạnh phúc, mẹ muốn được hạnh phúc với bạn, với gia đình. Bản thân tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó quan trọng hơn hết. Bởi vì bản thân tôi cũng là một người mẹ, và trong tất cả những điều mà tôi cầu nguyện cho con mình, tôi không cầu thành công, bởi vì thành công là của nó, không phải của mình. Tôi cầu cho con tôi được bình an, tôi cầu cho con tôi được mạnh khỏe, tôi cầu cho con tôi được hạnh phúc. Và cái cầu là con sống cho tử tế, và cái cuộc đời này sẽ đối xử tử tế với con, và con sẽ đối xử tử tế với cuộc đời. Còn nói thật sự từ ngày đẻ con ra tới giờ hai đứa chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là con mình sẽ trở thành ai đó tỷ phú hay siêu sao. Tất nhiên có thì tốt, nhưng mà mình nghĩ rằng là để có những cái thứ đó mình hiểu cái áp lực của nó sẽ xảy ra. Cho nên mình cần là cần cái sự bình an và hạnh phúc của bạn mỗi ngày với ba với mẹ. Chị Thúy biết không, nhiều khi hạnh phúc nó chính là một cái thành công. Dạ. Và nhiều khi bố mẹ mà có mong con thành công là cũng bởi vì họ nghĩ rằng là khi con thành công thì con mình nó sẽ hạnh phúc mà thôi. Vậy thì bây giờ với các bạn khán giả đang ngồi ở đây, thì các bạn hãy vote cho Tiến biết được rằng là theo các bạn thì Minh Nhật sẽ hợp với nghề ca hát hơn hay là nghề đồ họa hơn nè, với cảm nhận của các bạn về tất cả những gì mà Minh Nhật thể hiện ở đây nãy giờ. Nếu bạn nào cảm thấy là Minh Nhật phù hợp với nghề ca hát hơn thì các bạn hãy sáng đèn cho Tiến và Nhật cũng như là nghệ sĩ ưu tú Thành Thúy biết nhé. Xin mời các bạn. Sáu, tám. Thế cũng khá là cân bằng nha. Với hầu hết các bạn khán giả đang có mặt ở phim trường thì vẫn chia ra làm hai, đồ họa cũng hợp với em mà ca hát cũng hợp với em nữa.